Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đến với series video khóa học về marketing và kinh doanh của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và bài học này thì tôi sẽ nói về một chủ đề liên quan đến lĩnh vực F&B, tức là food and beverage, tức là marketing trong lĩnh vực đồ ăn, đồ uống, nhà hàng, karaoke, quán xá. Và tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một bài học vô cùng gọi là hot trend, nóng bỏng nhất, đúng không ạ? Hấp dẫn nhất và đang được quan tâm nhiều nhất bây giờ, đó chính là kinh doanh trà chanh. Kinh doanh trà chanh, tôi đặt ra câu hỏi là nhanh phất hay nhanh tàn. Và toàn bộ nội dung của bài học này là bản quyền nghiên cứu của tôi. Tất nhiên tôi có sử dụng hình ảnh của một số những cái hình ảnh ở trên mạng, nhưng mà content rồi tất cả những ý tưởng giúp cho các anh chị kinh doanh trà chanh thành công để giảm những cái rủi ro trong kinh doanh thì các anh chị có thể tham khảo cái bài học này. Và nếu các anh chị cần bất kỳ thông tin gì để tư vấn, trợ giúp, chạy quảng cáo, rồi thì triển khai hoạt động marketing, bán hàng cho doanh nghiệp của mình, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, giảng viên học thương mại, giảng dạy tại trường học thương mại từ năm 2008 tới nay, và trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing điện tử. Tôi tốt nghiệp chương trình MBA của Pháp và học MA luật của Đại học Luật Hà Nội. Website của tôi là pamarketing.vn, Facebook cá nhân là facebook.com/phananhonline, fanpage là facebook.com/pamarketing, YouTube cũng là youtube.com/pamarketing, tên công ty của tôi. Và số điện thoại của tôi là 0989 623 888, và mở ngoặc là số này đã dùng từ hồi sinh viên nhé. Ok. Bất kể một câu hỏi nào liên quan đến quảng cáo trên Facebook, trên Google, trên website, tăng trưởng doanh số bán hàng trong lĩnh vực F&B hoặc là những cái lĩnh vực bán lẻ, các bạn có thể gọi cho tôi. Chúng ta đang nói về cái chủ đề kinh doanh trà chanh ngành hàng F&B. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là kinh doanh trà chanh tại thời điểm cuối 2019 và đầu 2020 là đang rất là hot, đúng không ạ? Sau khi cái mô hình gọi là mì cay đi xuống và mô hình trà sữa đang đi xuống rất là nặng nề. Ý tôi muốn nói là rất nhiều những cái điểm trà sữa bây giờ đang thua lỗ với một cái khoản đầu tư rất là lớn, nhưng mà doanh số bán không được là bao nhiêu. Tất nhiên vẫn có những cái cửa hàng vẫn kinh doanh thành công, nhưng rất nhiều cửa hàng đã kinh doanh thua lỗ, đóng cửa hoặc chuyển mô hình. Vào cuối 2019 và đầu 2020 đang là thời điểm hot nhất của cái kinh doanh trà chanh. Đây là một cái mô hình kinh doanh mới. Tức là mới theo cái hướng là theo chuỗi, chứ còn trà chanh thì ở Việt Nam nó bán đầy ngoài đường từ mấy chục năm nay rồi, đúng không ạ? Trà đá, trà chanh vỉa hè, trà đá chém gió rất là lâu rồi đấy, và đang thịnh hành dần. Và nếu như các bạn đang xem video bài học này thì các bạn có ý tưởng kinh doanh thì các bạn cũng có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và rồi tôi cũng chạy quảng cáo cho một số những cái chuỗi người ta tìm kiếm khách hàng và người ta nhượng quyền cái mảng này, thì tôi thấy là người ta quan tâm cũng rất là nhiều. Vâng, cái xu hướng này là đang rất là hot, được chưa ạ? Tuy nhiên chúng ta khi mà kinh doanh thì chúng ta cũng hết sức là cẩn thận. Hết sức là cẩn thận bởi vì đây cũng chỉ là một cái mô hình kinh doanh mà theo trào lưu. Tôi không biết là cái trào lưu này nó sẽ được 2 năm hay 3 năm hay thậm chí 5 năm. Nó tùy thuộc vào cái mức độ làm ăn uy tín của các cái doanh nghiệp, của các cái cửa hàng. Xem là nó cũng ít phốt hay nhiều phốt, nguyên liệu nó có tốt hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ đang là giai đoạn bắt đầu đi lên. Nếu mà 2020 mà các bạn làm thì tôi nghĩ cũng rất là ok. Được chưa ạ? Tiếp tục là số lượng quán trà chanh được mở ra đang rất là nhanh về tốc độ và nhiều về mặt số lượng. Đấy, và cái quy mô đầu tư cũng khá là đẹp, khá là chuyên nghiệp so với trước đây. Được chưa ạ? Số vốn bỏ ra trong cái lĩnh vực kinh doanh trà chanh thì có xu hướng là không lớn bằng, tức là thường là nhỏ hơn kinh doanh các quán cà phê hoặc là các quán trà sữa. Hoặc là những cái kiểu đồ uống cao cấp khác, được chưa ạ? Vì cái đầu tư cho trà chanh này thì thông thường thì tôi thấy là họ làm cũng không tốn kém lắm, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để kinh doanh trà chanh thành công? Bí quyết là gì? Công thức là gì? Thì các bạn có thể theo dõi cái bài học này của thầy Phan Anh. Và làm sao để kinh doanh thành công, để tăng cái tỷ lệ thành công lên và giảm cái tỷ lệ thất bại đi, được chưa ạ? Vâng. Các yếu tố thành công của một mô hình kinh doanh trà chanh trong ngành F&B. Tôi cũng xin nói thêm là tôi có cái khóa học F&B Marketing từ rất là lâu rồi.
Và tôi cũng đã từng làm marketing cho rất 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 nhiều các nhà hàng lớn tại Hà Nội cũng như là tại Sài Gòn. Đấy, những cái nhà hàng như Lương Sơn Quán hay Ao Quán cũng đã từng là khách hàng, cũng đã từng là học viên của tôi, và tôi đã làm cho họ. Hoặc là trong những lĩnh vực khác như spa hay là các cái trung tâm fitness, trung tâm yoga hay là các cái trung tâm tiếng Anh, rồi thì các cái cửa hàng bán thời trang, thì tôi cũng đã làm cho họ quá là nhiều rồi. Đó, thì đây là những cái kinh nghiệm tôi đúc rút cho các bạn, và các bạn thử xem là các bạn thấy có đúng không. Và nếu như các bạn đang làm đúng như thế thì cái cơ hội thành công của bạn rất là cao, được chưa? Đầu tiên, ở trong ngành F&B thì các bạn luôn luôn quan tâm đến địa điểm cho tôi, không phải chỉ riêng trà chanh. À, thì trà chanh các bạn chọn những cái vị trí mở quán là có những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là view đẹp và nhìn xung quanh đường phố, thậm chí nhìn ra sông hồ, đúng không ạ? Rất là đẹp đấy. Khu vực đông dân cư, view đẹp, đúng không ạ? Gần trung tâm, gần cái tập khách hàng mục tiêu. Nếu mà tập khách hàng mục tiêu của trà chanh của chúng ta thì thường là giới trẻ, dân công sở trẻ, đúng không ạ? Những người mà yêu thích sự tự do, có nhiều thời gian hơn một chút. Đấy, mật độ qua lại đi lại là cao. Đấy, có chỗ để xe rộng rãi, bởi vì chúng ta thấy là hầu hết là đi trà chanh là người ta sẽ đi xe máy, cũng có ô tô nhưng không đáng kể, đúng không ạ? Vâng, chúng ta lưu ý là không có chỗ để xe ô tô là vỡ mồm đấy ạ, đúng không ạ? Và chúng ta tính toán đến cả cái việc mà chúng ta có khả năng làm luật làm lá đầy đủ trong cái lĩnh vực kinh doanh này. Nếu như chúng ta chọn được những địa điểm như tôi vừa nói thì chúng ta đã chiến thắng được 50% rồi. Bởi vì trong cái ngành F&B hoặc bất kể một cái ngành bán lẻ nào thì chúng ta sẽ phải sống bằng những cái lượng khách hàng trung thành, nó chiếm đến khoảng 30 đến 50%. Tức là khách hàng họ tái mua, họ quay lại, họ ngồi ở đó. Có những cái quán cà phê của học trò của tôi là họ có thể có thấy là có những người mà người ta ngồi uống 5 ly cà phê một ngày, sáng trưa chiều tối đủ. Tất nhiên không phải là ngày nào cũng như vậy, nhưng mà thường người ta uống 3 đến 5 ly. Tức là chúng ta có một cái lượng khách quen rất là đáng kể. Và sau đó thì chúng ta cũng có lượng khách vãng lai đáng kể, bởi vì chúng ta có view đẹp, chúng ta ở khu đông dân cư, đông văn phòng, đúng không ạ? Đông cái tập khách hàng mục tiêu, gần trung tâm như tôi vừa nói, đúng không ạ? Thì cái đấy nó sẽ đem khách hàng đến cho chúng ta. Yếu tố số 2 là chúng ta lựa chọn phong cách quán, xây dựng thương hiệu, logo, bảng biểu, đúng không ạ? Chúng ta cần phải thiết kế và chúng ta nên có thuê cái thiết kế, chứ đừng có tự nghĩ ra. Trừ khi là các bạn có gu, còn cứ ăn cắp chỗ này chỗ kia mỗi chỗ một tí thì chưa chắc đã là hay đâu. Nên thuê thiết kế đơn giản thôi, nhưng phải có gu và có ngôn ngữ thiết kế trong cái lĩnh vực thiết kế về decor, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta phải dành cho giới trẻ, phải có khả năng cơ động, ví dụ như là bàn ghế gấp ra gấp vào rất là tiện, tiện ích, cắm sạc rồi để điện thoại nó không bị ướt, thế này thế kia mình phải tính hết cho khách hàng. Wi-Fi các thứ phải mạnh, đúng không ạ? Và đặc biệt là giá rẻ thì chúng ta nên sử dụng các cái vật liệu giá rẻ hoặc là các vật liệu cũ tái chế, hoặc là mua lại những cái chỗ nó làm ăn thua lỗ, ví dụ như là mua của Món Huế chẳng hạn, nó bán rẻ lắm, đúng không ạ? Nó thanh lý rồi. Lựa chọn cái phong cách quán làm sao mà có phải hướng tới giới trẻ, trẻ trung năng động, đúng không ạ? Có một cái sự thoải mái, có một cái sự an toàn, có một cái sự kết nối đó, và phải có cả cái yếu tố sống ảo, check in check out cho cái quán của mình nữa, được chưa? Rồi tất cả những cái điều đó làm cho cái quán của chúng ta sẽ thường xuyên là được ngồi lâu hơn, đông hơn. Ngồi lâu làm gì? Ngồi lâu tức là người mình sẽ tăng được doanh thu. Quán lúc nào trông cũng đông thì người ta muốn vào. Người Việt mà theo cái thói quen là người ta thích là quán nào càng đông người ta càng vào nhiều. Rồi tính đến lúc mưa, tính đến lúc nắng, lúc nóng, lúc rét, đúng không ạ? Lúc mưa thì phải có chỗ che cho người ta để mình vẫn có thể ngồi bán hàng được. Lúc nắng là phải có chỗ che cho người ta, lúc rét phải có che ấm cho người ta, và đặc biệt là lúc nóng thì phải có điều hòa mát cho người ta, mình phải có cái giải pháp đầy đủ, chứ không phải là chúng ta chỉ bán mỗi một cái thời tiết buổi tối mát mát như thế, đúng không? Rồi đặc biệt là phải tiết kiệm chi phí đấy. Rồi có thể những cái phong cách hiện đại hoặc là phong cách classic, rồi phong cách 1975, những cái thời kỳ mà ăn kiểu giống như là mô hình của cộng đấy, đúng không ạ? Những cái thời kỳ mà làm ăn còn khó khăn đấy. Đấy. Rồi, chúng ta cần phải lựa chọn thương hiệu, rồi thì thiết kế logo, bao bì, màu sắc, kiểu dáng, menu, cấu trúc vân vân để có một cái phong cách thương hiệu rõ ràng để sau này chúng ta có thể làm chuỗi, chúng ta có thể phát triển chuỗi, hoặc ít nhất là chúng ta có thể làm 3 4 điểm, hoặc là chúng ta có thể nhượng quyền
Thậm chí là mở một hai điểm xong chúng ta có thể chạy nhượng quyền ngay, dùng Facebook để chạy, dùng Google để chạy. Đấy. Yếu tố thứ tư là chúng ta trả lời cho câu hỏi là chúng ta tự mở quán trà chanh hay là chúng ta cũng đi nhận diện nhượng quyền của người ta. Nhận nhượng quyền thì chi phí như thế nào, rồi thì các yêu cầu ra sao, chúng ta phải đọc hợp đồng kỹ nha. Nếu không biết đọc thì đưa hợp đồng qua đây tôi sẽ đọc cho. Tôi có bằng thạc sĩ về luật cơ mà, đúng không? Tính toán điểm hòa vốn sao cho nó phù hợp. Đấy, có lãi lời như thế nào thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định. Và tôi cũng không khuyên là bạn là làm trà chanh Phan Anh thì tốt hơn là hay là nhận một cái nhãn hiệu của người ta nổi tiếng rồi thì tốt hơn. Cái này chúng ta phải tính toán, tất cả đều phải dựa trên sự tính toán. Rồi. Đấy. Thì đây là một cái quán tôi lấy ở trên mạng thôi. Vâng, các bạn thấy là trông phong cách nó cũng rất đơn giản, đúng không ạ? Mấy cái ghế nhựa màu xanh xanh đầu tư như này rất là đơn giản thôi. Mục tiêu cái công thức số 5 là chúng ta cần phải nghiên cứu về khách hàng, cụ thể là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, thói quen, công việc, hành vi. Đấy, những cái khách người ta thường ở đây là như thế nào, bán ở địa điểm nào thì phải nghiên cứu ở cái trong cái khu vực đó khoảng tầm 3 đến 5 km đổ lại, tập khách hàng chủ đạo là ai, đúng không ạ? Thí dụ như là gần trường đại học hay gần các chung cư lớn hay là gần các cái khu công sở lớn, kiểu kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có được cái khả năng bán hàng rất là tốt, bởi vì cái giá của trà chanh có xu hướng rẻ, chỉ 20-30 ngàn cho một món thôi, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta nghiên cứu khách hàng để tìm ra cái sự khác biệt, để tìm ra cái điểm để chúng ta phục vụ và định vị thương hiệu cho nó tốt. Rồi, bước số 6 là chúng ta cần phải tính toán về số vốn đầu tư, về tài chính. Chúng ta phải lập một cái kế hoạch tài chính cụ thể. Ở đây thì chúng ta sẽ cần tính toán về số vốn đầu tư bỏ ra cho một quán trà xanh là gồm những khoản như thế nào. Thí dụ như là khoản thuê mặt bằng, khoản đặt cọc mặt bằng, đúng không ạ? Đầu tư cơ sở vật chất như là máy móc, bàn ghế, điện, điều hòa, điện nước, biển hiệu. Đấy. Rồi thì chi phí marketing cho từ 3 đến 6 tháng đầu tiên, mở ra trong trường hợp không bán được. Rồi chạy pre-sale, tức là làm marketing trước bán khoảng đến 1 tháng nữa. Chi phí lương nhân viên, mấy bạn ca kíp như thế nào, chi phí thuế má, nộp thuế cho cơ quan nhà nước, các khoản chi phí liên quan đến việc là mở cái cửa hàng để kinh doanh, cần phải có kế hoạch tài chính cụ thể cho từng tuần, từng tháng và từng quý, ít nhất là trong 6 tháng. Ít nhất là trong 6 tháng cần phải chạy một cái file Excel kỹ lưỡng như thế, chứ không phải có ba bạn trẻ ngồi mỗi thằng góp 200 triệu và mở xong cãi nhau tỏi lên, đúng không? Mình phải tính toán cho nó kỹ ra nha. Rồi, tính thế để làm gì? Tính như thế xong thì để chúng ta tính được điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy tổng chi phí, bao gồm là chi phí biến đổi và chi phí cố định, chia cho 30 ngày, trong một tháng có 30 ngày mà, thì chúng ta sẽ tổng chi phí cho một ngày. Thì đó, chúng ta sẽ lấy cái doanh thu hàng ngày, chúng ta trừ đi chi phí thì chúng ta sẽ tìm ra được điểm hòa vốn. Đấy, thì những cách tính rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy là ví dụ như là mỗi một ngày chúng ta cần phải bán hàng được khoảng 3 triệu thì chúng ta mới hòa vốn, đúng không? Chúng ta chia cho một bill là 30.000, vậy thì chúng ta sẽ cần đến 100 bill. Thế còn nếu mà chúng ta cần đến 1 triệu để hòa vốn thì chúng ta chỉ cần có khoảng độ 30-40 bill thôi. Đấy là cách chúng ta đính. Và khi mà chúng ta tính điểm hòa vốn càng cao thì cái rủi ro thành công càng thấp, và điểm hòa vốn càng thấp thì rủi ro thành công càng cao. Thế nhưng mà cái điểm hòa vốn càng thấp chứng tỏ quy mô của chúng ta nhỏ và có thể chúng ta sẽ không lãi được nhiều. Vì vậy chúng ta muốn liều ăn nhiều thì chúng ta phải mở lớn, đúng không? Và mở lớn như vậy thì chúng ta sẽ tính được lãi kịch trần trong cái điều kiện kịch bản tốt, hoặc là lãi hàng tháng là bao nhiêu tiền, và chúng ta sẽ xem là có chấp nhận được cái phương án đấy hay không. Bỏ ra chúng ta có xứng đáng để nhận hay không, bởi vì có thể là ví dụ bỏ ra 2-3 người đầu tư vào một cái quán nhưng mà lãi mỗi tháng được 20-30 triệu chẳng hạn, ví dụ thế thì nó thấp quá, nó không bõ thì các bạn cũng nên cân nhắc, đúng không? Tiếp tục là chúng ta cần phải tập trung vào cái yếu tố về menu, về nguyên liệu, thực phẩm phải tốt, phải an toàn, hợp với tiêu chuẩn của người Việt cũng như là cái khẩu vị đấy, nhưng mà kiểm soát được giá và dịch vụ. Tôi rất là sợ hiện nay là gì ạ? Chúng ta sử dụng các cái hóa chất, rồi chúng ta sử dụng những cái bột để chúng ta pha, rồi thì một giọt chúng ta pha vào một cái can 20 lít cái là thành trà chanh ngay.
À, thế rồi cũng giống như sữa, sữa sữa trà sữa đúng không ạ? Chúng ta mua những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ rất là kinh hoàng, và như vậy thì kinh doanh như vậy thì nếu mà các bạn thấy rằng là chỉ một hai bài báo thôi là chúng ta sẽ thấy là tắt điện ngay lập tức đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bị lỗ hoàn toàn cái tiền chúng ta đầu tư. Vì vậy tôi khuyên rằng là gì? Nên làm ăn nó uy tín, chất lượng. À, đi chợ sớm mua các cái loại rau củ quả, rồi mua các cái loại nguyên vật liệu làm sao cho nó sạch sẽ, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ, và làm nó có tâm, tử tế, vệ sinh an toàn thực phẩm một chút đấy, nhưng phải kiểm soát được giá và dịch vụ. Dịch vụ tức là gì ạ? Phải nhanh nhẹn, phải tươi cười, phải chu đáo, phải đôn đáo lên đúng không, phải up sale cho khách hàng. Ví dụ như thế họ ngồi lâu phải hỏi họ có ăn thêm cái này uống thêm cái kia không. Chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều đó nhá. Các cái menu này thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Tự học, đi copy, sao chép ở trên mạng, hoặc là đi học một số các cái lớp pha chế, gọi là bartender đấy, pha chế đồ uống, hoặc là học ở trên internet cũng rất là dễ thôi. Những cái đồ uống này nó cũng không khó đúng không? Ý tôi muốn nói là không quá khó, rồi chúng ta sưu tầm thêm bổ sung vào. Xong chúng ta thiết kế một cái menu đẹp một chút, in plastic vào, thế là chạy, chỉ cần khoảng hai mặt plastic thôi, các loại đồ uống trái cây, đồ uống trà chanh, các thứ nó rất là đơn giản. Rồi, bước số 10 là chúng ta sẽ cần phải mua sắm đồ dùng, dụng cụ máy móc pha chế, các phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý, camera, vân vân. Thì cái này chúng ta sẽ cần phải lên một cái danh sách chi tiết. Ví dụ như là quầy bar, rồi máy ủ trà, rồi định lượng, rồi bình nước nóng siêu tốc, máy ép chậm, máy ép nhanh gì đó, rồi thì cái để đá đúng không ạ, rồi thì máy làm đá, rồi thì máy tính, phần mềm tính tiền, in hóa đơn, thẻ rung. Ví dụ như là để ở bàn này là rung 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 đấy, là khách người ta biết thì mình mang ra cho khách. Camera giám sát ở các vị trí, để ví dụ như là quản giám sát ở chỗ để xe để tránh việc mất cắp xe, chỗ khách hàng ngồi để xem đông hay vắng, chỗ nhân viên để xem nhân viên thu ngân có đúng hay không, rồi nhân viên có ngồi chơi hay không. Thì cái này mình tính hết vào trong cái phần lập kế hoạch trong chi phí nhá. Và đặc biệt là mình phải tính cả khấu hao. Ví dụ như là mình khấu hao này, các bạn nên khấu hao cho tôi từ 12 đến 18 tháng thôi, đừng khấu hao 24 tháng, bởi vì mình không chắc là mình có kinh doanh trà chanh được 24 tháng đâu. Ví dụ mình mua những cái đồ như này, rồi mình mua các cái hóa chất dung dịch các thứ để mình làm vệ sinh thực phẩm cốc chén sao cho nó đẹp, được chưa ạ? Vâng. Tiếp tục là chúng ta cần tuyển dụng nhân viên. Chúng ta tuyển dụng để đào tạo thực hành trước khi mở đúng không ạ? Chúng ta tuyển dư dư ra, sau đó chia theo ca kíp, sau đó điều chỉnh theo nhu cầu. Chúng ta cũng có thể là dạ, các cái vị trí như là thu ngân, rồi quản lý cửa hàng, bảo vệ, chúng ta ký với các bên để mà người ta trông xe cho chúng ta, chạy bếp, chạy bàn, cân đối tiền lương, tiền thưởng bao gồm cứng và mềm, chính sách nghỉ, hỗ trợ cho người lao động phù hợp, quản lý tránh thất thoát, rồi thì tăng cường cái hiệu suất làm việc, rồi thiết kế cho người ta những cái thẻ tên, rồi thì cái đồng phục, trông cho nó chuyên nghiệp, trà chanh nhưng mà cũng phải chuyên nghiệp đúng không ạ? Đấy, thế thì như thế là người ta cảm thấy rất là ok. Hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý như là đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm luật nộp thuế đầy đủ. Tiếp tục là chúng ta cần phải đảm bảo vận hành trước khai trương. Cái này là các cái đơn vị người ta rất là hay thiếu. Ví dụ chúng ta cứ mở ra cái chúng ta không làm gì cả. Tức là chúng ta cần phải chạy thử trước 3 đến 5 ngày, cho bạn bè, gia đình, rồi chạy free, miễn phí cho người ta đến là mình chạy thử để hút khách, giá là rất là thấp thôi, hoặc thậm chí là miễn phí luôn để chạy, để rút kinh nghiệm, để họp, đúng không? Thậm chí ngày khai trương dự kiến là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020, thì bây giờ còn một tháng nữa, tôi nói ví dụ như vậy, thì mình phải chạy quảng cáo cho cái địa điểm này người ta biết đi đã, chứ không đến lúc chạy ra xong mở khai trương chẳng có ai đến, hoặc là sau khai trương đông được 3 4 ngày thế là rồi là ngồi móm đúng không? Thì cái này tôi thấy hầu hết những người làm kinh doanh đều sai, tức là không chịu chạy pre-opening, tức là chạy trước bán, rồi chạy trước khai trương, cần phải làm quảng cáo Facebook, rồi thì quảng cáo tờ rơi, rồi thì làm một chút cái khuyến mại mua một tặng một chẳng hạn. Rồi làm một số các game đến đây có thể là xem bói vui vui thôi, hoặc là bói bài tarot, hoặc là chơi những cái trò chơi vui vui,
Đấy, hoặc đặc biệt là phải mình phải tính đến những cái yếu tố tiện ích cho khách hàng. Như họ ngồi đấy họ sạc pin điện thoại, họ có thể ngồi tựa ngồi được lâu, rồi họ có thể ngồi làm việc với máy tính. Rất là hay nhá. Bước số 14 là chúng ta cần phải quảng cáo, truyền thông, khuyến mại dùng thử. Chúng ta lập ra fanpage. Đấy, cập nhật các cái tiến độ lên, cập nhật chương trình lên, làm menu lên, chụp ảnh sản phẩm đưa lên, có thể là chạy quảng cáo fanpage. Các bạn cần phải thuê người làm hoặc là các bạn tự làm cũng được. Các bạn cử nhân viên hoặc là sếp đến lớp của tôi học. Đến lớp của tôi học chương trình quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook của thầy Phan Anh nhé. Thì rất là kỹ, rất là chuyên nghiệp đấy, mà giá cũng rất là rẻ. Thế sau đó là mình về mình tự làm, mình đăng lên, mình chạy quảng cáo, mình làm cho khách khứa nó đông lên. Đấy, khoác đi phát tờ rơi quanh khu vực nên làm trước đó 2 3 tuần, 1 tháng là tuyệt vời nhất. Đấy, đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể là làm khai trương, đúng không? Chúng ta có thể học cái chương trình quảng cáo trên Facebook, trên Google của thầy Phan Anh phiên bản mới nhất 2020, hoặc là chúng ta học làm marketing trong ngành F&B. Đấy, thì các cái khóa học trực tuyến hoặc là học tư vấn một một, một thầy một trò, hoặc là học theo lớp cũng rất là ok. Thì như vậy tôi sẽ tổng hợp lại cho các bạn là 15 cái yếu tố thành công của mô hình kinh doanh trà chanh trong lĩnh vực F&B. Một là địa chỉ của quán rất là quan trọng, đúng không ạ? Thứ hai, phong cách quán. Thứ ba là yếu tố thương hiệu. Thứ tư là chúng ta cân nhắc về việc là chúng ta phát triển quán của chúng ta hay là nhận thương hiệu, nhận cái nhượng quyền. Tiếp tục là chúng ta làm đến cái yếu tố là dạng nghiên cứu về khách hàng để ra menu cho nó chuẩn, để ra phong cách cho nó chuẩn, để định vị cho nó chuẩn, tính toán về chi phí đầu tư, tài chính. Đấy, chi tiết cụ thể trong 6 tháng đến 1 năm càng tốt, tính toán về điểm hòa vốn, rồi thì các kịch bản tốt, kịch bản trung bình và kịch bản xấu khi kinh doanh. Chúng ta cần phải tập trung vào menu, món, đồ uống phải nhanh, ngon, thơm, nhưng mà hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm và đặc biệt là tốt cho sức khỏe nhá. Nhưng vẫn phải kiểm soát được giá, bởi vì cái này cạnh tranh bằng giá rất là lớn. Menu thì chúng ta có thể tự pha chế, tự đi học hoặc là đi thuê, đi mướn đều được. Mua sắm cái đồ dùng làm sao cho hợp lý, thế này tính vào chi phí nha, bao gồm là mặt bằng này, chi phí tiền lương nhân viên, chi phí máy móc, chi phí trang thiết bị vân vân, thuế má tuyển dụng nhân viên và đào tạo nhân viên, làm cho nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đấy, các cái thủ tục về pháp lý, rồi chạy thử chương trình trước khai trương, truyền thông chương trình trước khai trương, và nên học những cái chương trình bán hàng quảng cáo ở trên Facebook, quảng cáo marketing cho ngành F&B, mà tốt nhất thì học của thầy Phan Anh là tuyệt vời nhất, được chưa ạ? Ok. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các bài học.